Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Đàm Công Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp huyện, đã diễn ra hội nghị kiểm tra đối với chi bộ tòa án nhân dân huyện Quốc Oai về chiến lược cải cách tư pháp. Trong 9 tháng đầu năm 2023, công tác cải cách tư pháp của tòa án nhân dân huyện quốc oai luôn được tri ủy và lãnh đạo đơn vị quan tâm thực hiện việc đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của đội ngũ thẩm phán thư ký cán bộ công chức được thực hiện xuyên suốt góp phần xây dựng nền tảng tư pháp trong sạch vững mạnh dân chủ nghiêm minh từng bước hiện đại đã triển khai thực hiện có hiệu quả trong công tác chuyên môn nghiệp vụ được giao tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan hữu quan và người dân đến liên hệ công tác tại tòa án các vụ án đều được xử nghiêm, đúng quy định của pháp luật, không có án xử oan, sai người vô tội. Công tác giải quyết và xét xử các vụ án đã đạt được kết quả ghi nhận. Đến hết tháng 9 năm 2023, giải quyết 583 trên 669 vụ án các loại, đạt tỷ lệ trên 83,3%. Số lượng án phải giải quyết năm 2023 cao hơn 130 vụ việc so với cùng kỳ năm 2022. Các vụ án đều xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có án xử oan sai người vô tội và không để lọt tội phạm. Đặc biệt trong năm 2023, tòa án đã tiến hành xét xử dứt điểm hai vụ án năm bị cáo về tội tham nhũng. Đây là hai vụ án phức tạp và được dư luận xã hội quan tâm. Lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo hai thẩm phán tích cực nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời đúng quy định trong công tác giải quyết án dân sự tri bộ, luôn tăng cường công tác hòa giải nên các vụ án hòa giải đạt tỷ lệ cao, góp phần xây dựng giữ gìn an ninh chính trị, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế, xây dựng trên địa bàn huyện Quốc Oai. Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Đàm Công Lợi, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp huyện ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của chi bộ tòa án trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác cải cách tư pháp trong thời gian qua. Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế của chi bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp, từ đó đồng chí đề nghị trong thời gian tới, chi bộ cần nêu cao vai trò lãnh đạo trong thực hiện các mặt tư tưởng, chính trị và nhiệm vụ được giao, thực hiện ngay việc tổ chức ngày sinh hoạt chuyên đề và ban hành nghị quyết chuyên đề của chi bộ để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện. Chi bộ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu giải quyết xét xử các loại vụ án sáng nay 25 tháng 10, Ban Thường vụ huyện ủy Quốc Oai tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2023 cho các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của huyện và các xã thị trấn. Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe đồng chí Văn Tiến Bằng, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương tập huấn các nội dung về kỹ năng chuẩn bị bài tuyên truyền miệng, kỹ năng thực hiện một số buổi tuyên truyền miệng, thông tin thời sự về mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam. Đặc biệt là các thông tin về chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Việt Nam trong ngày mùng 10, 11 tháng 9 năm 2023. Thông tin được truyền đạt tại lớp tập huấn là những nội dung quan trọng, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của huyện và các xã thị trấn nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên giáo, đặc biệt là công tác tuyên truyền miệng. Đồng thời nắm chắc các thông tin thời sự về mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ qua các thời kỳ và hiện nay đến nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy về công tác tuyên giáo cũng như thực hiện tốt công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Định hướng tuyên truyền cho cán bộ đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong giai đoạn hiện nay. Sáng nay, công an huyện Quốc Oai tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, cán bộ công chức viên chức người lao động tại các phòng ban cơ quan đơn vị thổ huyện. Qua đó nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Tại buổi tập huấn, các học viên đã được thông tin về những vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản xảy ra trên phạm vi cả nước và trên địa bàn huyện Quốc Oai trong thời gian vừa qua. Đồng thời được phổ biến những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, các văn bản pháp luật về phòng cháy chữa cháy, các nguyên nhân gây ra cháy nổ, các biện pháp phòng cháy chữa cháy tại cơ quan và gia đình được hướng dẫn sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ cách xử lý tình huống khi xảy ra sự cố cháy nổ kỹ năng thoát hiểm sau phần lý thuyết các học viên được cán bộ đội nghiệp vụ công an huyện hướng dẫn thao tác sử dụng bình chữa cháy cũng như kỹ năng xử lý dập tắt đám cháy hiệu quả an toàn và nhanh nhất kết thúc lớp tập huấn các học viên được kiểm tra đánh giá kết quả thông qua chương trình huấn luyện nhằm góp phần nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm trình độ nghiệp vụ về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở cán bộ công chức viên chức người lao động tại các phòng ban cơ quan đơn vị thuộc huyện qua đó đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn huyện bản tin tối của trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện quốc oai đến đây là hết cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào và hẹn gặp lại